Xin chào các em, hôm nay thầy giới thiệu cho các em bài thể dục phát triển chung dành cho nữ khối 9. Chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, khởi động, xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, xoay gối rộng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay gối hẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cổ tay của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đánh tay cao thấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tay ngực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lập duỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ép dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ép ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần 2 bài thể dục. Hôm nay chúng ta sẽ học 15 nhịp. Bây giờ thầy sẽ thực hiện trước một lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em từng động tác. Nhịp 1 từ tư thế cơ bản, tay trái sang ngang, tay phải lên cao, mắt nhìn theo tay trái. Nhịp 2, hai tay dang ngang, mắt nhìn theo tay phải. Nhịp 3, chuyển gót, hai tay lên cao, hình chữ V, mặt ngửa. Nhịp 4, đá chân trái sang ngang, hai tay dang ngang, mắt nhìn lên trái. Nhịp 5, chân trái chạm đất, hai tay ra trước, song song, đồng mà tớp. Nhịp 6, trở về như lại nhịp 4. Nhịp 7, chúng ta thực hiện như nhịp 3. Nhịp 8, chúng ta thực hiện như nhịp 4, nhưng đổ bên. Nhịp 9, chúng ta thực hiện như nhịp 5, đổ bên. Nhịp 10, đứng thẳng dậy, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 11, xoay về bên trái, trọng tâm dồn về chân trái, hai tay ra trước, lòng bàn tay úp. Nhịp 12, đá chân phải ra trước, hai tay đánh chết về bên phải. Nhịp 13, chúng ta thực hiện như nhịp 11. Nhịp 14, chúng ta thực hiện như nhịp 10. Nhịp 15, chúng ta thực hiện như nhịp 11, nhưng đổ bên. Bài tập về nhà các em thực hiện 3 lần một ngày. Chúc các em học tập tốt.